Mẹ Hồ Quang Hiếu, tôi hối nói cưới Bảo Anh nhưng cứ ậm ừ mãi. Giữ những ý kiến không hay, trước đó mẹ Hồ Quang Hiếu từng chia sẻ về Bảo Anh. Bà cho biết từ khi biết tin cậu con trai có bạn gái, bà luôn ủng hộ cho cả hai. Thời gian qua, tin đồn Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu đường ai nấy đi đã gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, cả hai chọn cách im lặng. Sáng 17 tháng 10 trên trang Facebook cá nhân, Hồ Quang Hiếu gây xôn xao khi đăng tải tâm thư khá dài, kèm theo rất nhiều khoảnh khắc tình tứ bên Bảo Anh. Trong chia sẻ, nam ca sĩ lần đầu tiên xác nhận chuyện chia tay với giọng ca Trái Tim Em Cũng Biết Đâu. Cụ thể, lý do cả hai chia tay là vì không còn đồng điệu về khoảng cách và quan niệm sống. Nhiều tin đồn bên lề cho rằng việc cặp đôi chia tay là do gia đình bạn trai không chấp nhận. Giữa những ý kiến không hay, trước đó mẹ Hồ Quang Hiếu từng chia sẻ về Bảo Anh. Bà cho biết, từ khi nghe tin cậu con trai có bạn gái, bà luôn ủng hộ cho cả hai. Hiếu thường xuyên đi tỉnh nên lâu lâu mới về nhà. Những lúc không đi diễn, tôi chỉ biết nấu ăn và chăm sóc cho con. Nhưng cứ mỗi lần đi diễn xa, tôi rất lo. Tôi thường xuyên thức đợi Hiếu về mới ngủ. Nói chung, mấy năm trước tôi từng hối Hiếu lấy vợ đi, lớn tuổi rồi, mà tôi còn muốn có cháu nội. Nhưng gần đây Hiếu có quen Bảo Anh nên tôi không bận tâm vấn đề hối con lấy vợ nữa. Tôi ủng hộ Hiếu và Bảo Anh khi cả hai yêu nhau vì đều lớn rồi, mẹ Hồ Quang Hiếu tâm sự. Từng có một câu chuyện tình rất đẹp, việc cả hai đường ai nấy đi khiến khán giả vô cùng tiếc nuối. Động thái khó hiểu của Bảo Anh khi Hồ Quang Hiếu công khai chia tay. Phản ứng của Bảo Anh sau khi Hồ Quang Hiếu công khai chia tay đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Sáng sớm 17 tháng 10, trên trang cá nhân, Hồ Quang Hiếu đã đăng tải bức tâm thư khá dài, kèm theo rất nhiều khoảnh khắc tình tứ bên Bảo Anh, chính thức xác nhận đã chia tay nữ ca sĩ sinh năm 1992. Lý do cả hai đường ai nấy đi vì không còn đồng điệu về khoảng cách và quan niệm sống. Chúng ta không có nợ và khoảng cách giữa chúng ta không xa, nhưng thực ra chẳng bao giờ gần được nữa, Hồ Quang Hiếu viết. Nam ca sĩ sinh năm 1986 dành nhiều lời khen có cánh cho Bảo Anh. Và anh mong cô luôn hạnh phúc kể từ nay về sau, và nếu được chọn một lần nữa anh vẫn quyết định yêu Bảo Anh. Sau thời gian bị nghi rạn nứt tình cảm, sáng hôm nay, Hồ Quang Hiếu đã chính thức xác nhận thông tin này là chính xác. Về phía Bảo Anh, sau khi Hồ Quang Hiếu công khai đã chia tay, cô không còn bất cứ phản hồi gì và kiên quyết giữ thái độ im lặng. Liên lạc với Bảo Anh, nữ ca sĩ không bắt máy và khóa trang cá nhân chỉ sau dòng trạng thái của Hồ Quang Hiếu được đăng tải vài giờ. Trang cá nhân của Bảo Anh đã khóa ngay sau khi Hồ Quang Hiếu công khai chia tay. Dòng chia sẻ cuối cùng của Bảo Anh trước khi thông tin chia tay, chuyện tình 2 năm với Hồ Quang Hiếu được công bố trên trang cá nhân Instagram. Trước đó, Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh từng nhiều lần vướng tin đồn rạn nứt tình cảm. Trong ngày sinh nhật của Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu cũng không có mặt và cả hai thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái úp mở về chuyện hết yêu. Những khoảnh khắc hạnh phúc suốt 2 năm hẹn hò được Hồ Quang Hiếu chia sẻ. Thông tin chia tay của cặp đôi khiến đông đảo khán giả vô cùng bất ngờ và tiếc nuối. Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh thường xuyên đi du lịch cùng nhau khi còn mặn nồng. Sau 2 năm hạnh phúc, tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm với Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu. Trêu Star Tết chửi Kim Oanh, Xuân Bắc về đập phá đồ đạc đánh vợ chảy máu khắp người. Theo như những gì mà Hồng Nhung vừa chia sẻ trên trang cá nhân, thì sau khi diễn viên Kim Oanh nhắn tin giải thích cho Xuân Bắc, thì nam nghệ sĩ đã về nhà cãi nhau với vợ. Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước cuộc hậu chiến giữa bà xã Xuân Bắc với diễn viên Kim Oanh. Mọi chuyện bắt đầu từ việc diễn viên Kim Oanh bất ngờ chia sẻ một dòng trạng thái khá ẩn ý, mặc dù không nhắc tới đích danh ai, nhưng dòng status của Kim Oanh đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Chỉ ít giờ sau, vợ nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc bất ngờ dẫn lại bài viết này của Kim Oanh, kèm theo những bình luận khiếm nhã, bộc lộ tâm trạng tức giận. Cách dùng từ ngữ của bà xã Xuân Bắc khi nói về Kim Oanh khiến công chúng khá sốc. Động thái này của giảng viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội nhằm khẳng định status gây sốc của Kim Oanh đang nhắm vào chị. Theo cộng đồng mạng, mâu thuẫn giữa vợ nghệ sĩ Xuân Bắc và diễn viên Kim Oanh xuất phát từ những ồn ào của chị với nghệ sĩ nhân dân Anh Tú. Trước những lời tố nghệ sĩ nhân dân Anh Tú chèn ép mình khi làm giảng viên tại trường, diễn viên Kim Oanh không giấu nổi sự bất bình. Kim Oanh cho biết cô rất quý Xuân Bắc và xem như một người anh thân thiết, nhưng cô vẫn phải lên tiếng bảo vệ nghệ sĩ nhân dân Anh Tú. Sau cuộc hậu chiến với diễn viên Kim Oanh, bà xã Xuân Bắc và chồng đã có cuộc xích mích.
Theo như những gì mà Hồng Nhung vừa chia sẻ trên trang cá nhân, thì sau khi diễn viên Kim Oanh nhắn tin giải thích cho Xuân Bắc, thì nam nghệ sĩ đã về nhà cãi nhau với vợ và có lẽ trong lúc nóng giận Xuân Bắc đã ra tay đánh vợ. Hình ảnh tay chân chảy máu sau khi chồng đánh của bà xã Xuân Bắc. Nhìn những hình ảnh này, nhiều người không khỏi giật mình, không ngờ Xuân Bắc lại ra tay đánh vợ đến mức độ như thế này. Đồ đạc rơi vỡ, máu chảy khắp nơi trên sàn nhà. Phía dưới phần bình luận, nhiều người an ủi và khuyên nhủ bà xã Xuân Bắc nên bình tĩnh để giữ vững gia đình vượt qua sóng gió này. Bên cạnh đó, trước việc bà xã cho rằng Kim Oanh đã có những lời xúc phạm mình, thì Xuân Bắc đã nhắn tin mong đồng nghiệp bỏ qua việc của vợ. Diễn viên Kim Oanh quyết định bỏ qua và cho rằng đây chỉ là tai bay vạ gió. Nhìn lại chặng đường hạnh phúc đầy tiếc nuối của Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu, trong suốt hơn một năm yêu nhau, cả hai thường chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào yêu thương và luôn dành những lời có cánh cho đối phương. Hồ Quang Hiếu, Bảo Anh là một cặp đôi nghệ sĩ có sức ảnh hưởng với người hâm mộ trong thời gian vừa qua. Cả hai chính thức công khai hẹn hò vào tháng 10/2016, trước nhiều lời nghi vấn của công chúng. Bảo Anh cũng từng chia sẻ rằng tình cảm giữa hai người bắt đầu từ 1-2 năm trước, khi cả hai cùng gặp nhau trong những chuyến lưu diễn tại châu Âu. Đồng thời, nữ ca sĩ cho biết cô và bạn trai có nhiều điểm chung nên dễ đồng cảm cùng nhau. Tuy nhiên, sau một năm chia sẻ chuyện tình cảm với mọi người, thì mới đây, Hồ Quang Hiếu đã xác nhận cặp đôi chính thức đường ai nấy đi vì quan điểm về cuộc sống không còn đồng điệu với nhau nữa. Điều này gây không ít tiếc nuối cho khán giả vì trong suốt thời gian hẹn hò, cả hai là một cặp đôi đẹp trong mắt công chúng. Trước đó, nhiều lần cả hai đều thể hiện cảm xúc buồn bã trên mạng xã hội, nhưng chẳng ai lên tiếng xác nhận. Vào ngày quốc tế nói dối 1 tháng 4, Hồ Quang Hiếu khiến người hâm mộ xôn xao khi chia sẻ hình ảnh cùng dòng trạng thái thu hút sự chú ý. Theo đó, nam ca sĩ cho biết bạn gái Bảo Anh vừa nói lời chia tay anh với lý do cô đã có người khác. Hôm nay vừa chụp xong tấm hình rất tình cảm, bỗng dưng em ấy nói, mình chia tay anh nhé, em đã có người mới, sorry anh. Không biết em ấy có chơi ngày cả tháng 4 không nhỉ, Hồ Quang Hiếu hài hước viết. Trên trang cá nhân, Hồ Quang Hiếu thường xuyên đăng tải hình ảnh yêu thương với bạn gái cùng nhiều lời chú thích hài hước. Cả hai còn diện đồ đôi tình tứ cùng nhau, ghi lại hình ảnh thân mật. Bảo Anh hiếm hoi chia sẻ ảnh chụp cùng bạn trai, mây họa ánh trăng, diễn viên Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu tập cuối. Trong thời gian hẹn hò, nam ca sĩ thường xuyên hộ tống bạn gái ra sân bay để đi diễn. Còn Bảo Anh thì đến tận trường quay để chăm sóc cho người yêu, trong ánh mắt ghen tị của nhiều người xung quanh. Khi cùng quay chung một game show, họ cũng làm cho các khách mời phát sốt vì chuyện tình đáng yêu của mình. Hồ Quang Hiếu còn là khách mời đặc biệt trong một chương trình quay hình riêng cho Bảo Anh. Giọng ca không cảm xúc rất mong được tổ chức đám cưới với Bảo Anh. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn chưa đồng ý vì còn nhiều hoài bão coi riêng mình. Anh cũng thông cảm và không hối thúc bạn gái, dù trong lòng rất lo lắng, sợ sẽ không giữ được người yêu. Có khoảng thời gian xuất hiện tin đồn cả hai đã tan vỡ khi không thấy xuất hiện cùng nhau, thì lúc đó lại có tấm ảnh đáp trả với khoảnh khắc Hồ Quang Hiếu ôm chặt Bảo Anh tại nước ngoài. Vì công việc bận rộn nên họ luôn cố gắng dành thời gian cho nhau bằng những chuyến du lịch nước ngoài. Cả hai luôn nắm chặt tay nhau khi đến nhiều nơi cùng nhau. Bao khoảnh khắc đáng yêu ngọt ngào của cả hai đã từng làm người hâm mộ phát sốt. Thông tin cả hai chính thức dừng lại mối quan hệ tình cảm đã làm cho dư luận vô cùng nuối tiếc vì có thêm một cặp đôi đẹp tan vỡ. Phi Thanh Vân và loạt mỹ nhân đập mặt đi làm lại, nhìn sang nhan sắc của con ai cũng tá hỏa. Các em bé vừa sinh ra đã được nhận xét có nhiều nét giống bố mẹ. Không công khai giao kéo như Phi Thanh Vân, tuy nhiên Ellie Trần Thủy Tiên đều dính tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ vì khuôn mặt quá khác biệt so với quá khứ. Từ vịt hóa thiên nga, các người đẹp lột xác tự tin xinh đẹp hẳn, nhưng đến lúc sinh con, khán giả đều tò mò về nhan sắc của các em bé. Liệu Phi Thanh Vân và loạt mỹ nhân từng giao kéo có dở khóc dở cười khi gặp cảnh mẹ đẹp con xấu hay không? Trước đây, Phi Thanh Vân sở hữu nhiều nhược điểm trên khuôn mặt. Sau nhiều lần giao kéo đau đớn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, cuối cùng cô đã tạm bằng lòng với nhan sắc hiện tại. Mẹ phải đập mặt xây lại toàn bộ mới có ngoại hình xinh đẹp, trong khi đó con trai nữ hoàng giao kéo lại trông rất dễ thương ngay từ bé. Bé Tấn Đức thừa hưởng những nét đẹp từ bố Bảo Duy và mẹ Phi Thanh Vân. Lê Giang cũng là một trong những nghệ sĩ gây choáng vì thừa nhận phẫu thuật toàn bộ cơ thể. Sau khi làm tất cả trừ mắt, môi và kéo chân, Lê Giang được xếp hạng mỹ nhân sexy của làng giải trí Việt. Nhìn nhan sắc, con gái cô cũng xinh đẹp không kém.
chẳng cần dao kéo như mẹ, con gái Lê Giang Lê Lộc vẫn được khen ngợi về ngoại hình. Hai mẹ con Lê Giang Lê Lộc đi cạnh nhau khiến nhiều người nhầm tưởng là hai chị em. Nhan sắc trung bình thuở mới chập chững vào nghề của Thủy Tiên từng gây choáng cho người hâm mộ. Hiện tại bà xã Công Vinh vướng phải tin đồn dao kéo vì ngày càng nóng bỏng khuôn mặt đẹp không gấu chết. Bé Bánh Gạo luôn được bố mẹ khéo léo che mặt mỗi lần đăng ảnh trên mạng xã hội. Tuy nhiên chỉ cần nhìn phía sau thôi, công chúa nhà Thủy Tiên đã đủ đáng yêu lắm rồi. Lần hiếm hoi khuôn mặt của bé Bánh Gạo được chụp lại khi cả gia đình đi chơi ở trung tâm thương mại. Có thể thấy bé sở hữu nét bầu bĩnh dễ thương, hứa hẹn sau này trở thành mỹ nhân nổi tiếng. Hồi còn yêu Huỳnh Anh, Kỳ Hân chỉ có nhan sắc vừa phải, không thực sự gây ấn tượng với khán giả. Với đôi mắt một mí, mũi thấp, hàm răng xỉn màu không đều, nữ người mẫu quyết định can thiệp dao kéo để khắc phục các nhược điểm trên. Diện mạo xinh đẹp sau phẫu thuật thẩm mỹ của Kỳ Hân khiến nhiều chàng trai mê mệt. Chẳng phải lo sợ mẹ sinh con xấu, con trai của Kỳ Hân Mạc Hồng Quân sinh ra vô cùng đáng yêu. Bé thừa hưởng nhiều nét hao hao giống bố. Không chỉ Phi Thanh Vân, Lê Giang, Kỳ Hân, mà hot girl ngực khủng Ellie Trần cũng dính nghi án dao kéo mới có được nhan sắc lung linh. Khuôn mặt Ellie Trần nay đã thon gọn mềm mại hơn nhiều, đặc biệt vòng một có kích cỡ khác hẳn trước. Ellie Trần vừa sinh con, nhan sắc của bé Candy đã gây xôn xao dư luận. Cô bé lay tay xinh như thiên thần, sở hữu những nét đẹp nhất của bố mẹ. Ngoại hình xinh xắn của Candy không chỉ đốn tim người hâm mộ trong nước mà còn vượt sang cả nước ngoài. Mẹ Ellie còn bị nghi dao kéo, nhưng chắc chắn cả Candy và An Phi đều sẽ là mỹ nam mỹ nữ trong tương lai mà không cần can thiệp chỉnh sửa bất cứ bộ phận nào trên khuôn mặt.